Cừu vui vẻ và sói xám, người bảo hộ của làng cừu. Tập 38, Vương miện thất lạc. Bị giam thế này thì làm sao chúng ta điều tra được rốt cuộc sói đỏ có ở đây hay không? Cứ giao cho tớ. Sói đỏ, sói nhỏ, hai người có đang ở đây không? Ồn ào cái gì vậy hả? Còn dám làm ồn, tại sao không cho cơm ăn đâu? Trước mắt chúng ta hãy nghĩ cách rời khỏi đây đã. Sau đó giúp sói xám đi tìm sói đỏ. Để tớ thử xem sao. Anh lính ơi, em có việc muốn nhờ. Chính là lúc này. Hư huyễn kính. Chuyện gì hả? Sao lại bịt mắt kính rồi? Hay là để tớ dùng kỳ lực điều khiển mang chìa khóa trên người binh lính tới đây xem sao? Sao đều là những thứ này không vậy? Sao lại không có chìa khóa? Vậy để bọn tớ làm thử xem sao. Lưỡi đao gió lốc, liệt diễm quyền. Không biết các cậu ấy đã tìm thấy ông Hồng chưa nữa. Các cậu ấy tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì xấu đó trời ơi. Đã bắt được cả công chúa Hảo Nguyệt và bọn cừu con, nữ vương nhất định sẽ rất hài lòng về mình cho mà xem. Phải mau tới cung điện bẩm báo thôi. Đợi đã, nhưng chúng ta vẫn chưa bắt được tên sói xám mà. Sói xám, hắn ta cũng chỉ vô dụng thôi, không cần phí sức đâu. Ông nói cái gì hả? Sói xám vốn là ông vua phát minh của Thảo Nguyên Thanh Thanh đó. Vừa trẻ tuổi đẹp trai lại còn thông minh nhạy bén nữa, sao lại gọi là vô dụng chứ? Ủa, sao ngươi lại biết rõ như vậy hả? Tôi nghe được từ binh sĩ khác thôi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tới nhà giam hỏi tung tích của sói xám thì tốt hơn. Không cần đâu, ta vốn đã phái binh lính đi truy tìm hắn rồi. Nhưng mà thưa quân sư, ngài là người anh minh thần võ, nếu gặp được ngài, bọn cừu nhất định sẽ sợ hãi. Lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ tự khai ra tung tích của tên sói xám thôi. Chẳng phải như vậy là làm ít công to sao? Người nói cũng có lý, thành ngữ người vừa sử dụng thật sự rất tốt đó. Ý của ngài là làm ít công to sao? Không, là anh minh thần võ. Chúng ta đi thôi. Đây là nhà giam tốt nhất và mạnh nhất tại Kỳ Miêu Quốc. Nhà giam này được trang bị đầy đủ các cơ sở an ninh và phương tiện an toàn. Chỉ có một cách duy nhất để mở cửa, chính là phải dùng dấu vân tay của quân sư ta đây. Hồng Hồng không có ở đây. Người có biết lý do tại sao phải làm như vậy không? Không biết ạ. Bởi vì ta chính là người duy nhất nhận được sự tin tưởng của nữ vương đại nhân, vậy nên ta mới có đặc quyền này. Vào cái ngày đầu tiên mà ta trở thành quân sư, ta đã quyết tâm dốc tâm tận lực hết sức vì nữ vương. Hồng Hồng ở đâu vậy chứ? Hồng Hồng, ai gọi ta đó? Hồng Hồng, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Ngươi là ai? Hồng Hồng, là anh đây, sói xám đây. Sói xám, ngươi đến đưa cơm hả? Đừng có làm phiền ta. Sói xám, sao lại là ngươi hả? Nếu như ở đây đã không có binh lính như vậy thì là tôi thì sao? Lính đâu? Sói xám, là cậu sao? Chúng tôi đang ở đây nè. Cậu lười, mọi người chờ một chút, tôi sẽ mở cửa ngay. Đừng hòng chạy. Âm thanh gì đó? Tiêu rồi, bị phát hiện rồi.
Lúc trước khi đi tìm Hồng Hồng, tôi đã phát hiện nơi này đã bị bỏ hoang. Rất ít người tới. Cựu trưởng Tôn, bảo cho tôi biết Hồng Hồng đang ở đâu. Hồng Hồng cái gì chứ? Đây là vương miện của cô ấy. Tôi đã tìm thấy nó tại làng của binh lính. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Dù biết ta cũng không cho người biết đâu. Còn không chịu nói cho tôi biết, tôi sẽ ăn luôn cả ông đó. Sói xám. Xin lỗi nha, tật cũ tái phát rồi. Là tôi quá nóng vội. Để tớ hỏi cho. Ta sẽ không rơi vào hư huyễn kính của ngươi đâu. Để xem các ngươi còn làm được trò gì. Buông tôi ra, mau buông tôi ra đây. Cậu bình tĩnh đi, sói xám. Sói xám, cậu phải bình tĩnh lại đã. Chúng tớ hiểu rõ trưởng thôn. Trưởng thôn sẽ không nói ra đâu. Vậy biết phải làm sao đây? Tớ cả trong nhà giam cũng không tìm thấy. Đừng bỏ cuộc. Tớ sẽ cùng cậu tiếp tục tìm kiếm nha. Được. Các cậu hãy ở lại đây trông chừng trưởng thôn thật kỹ nha. Được. Phải tìm cách rời khỏi đây mới được. Trước khi người chịu nói cho chúng cháu biết về chuyện của chiếc vương miện, thì chúng cháu sẽ không để cho người thoát khỏi nơi này đâu, trưởng thôn. Ai là trưởng thôn chứ? Đừng hòng giở trò đó với ta. Nữ vương bệ hạ sẽ không thể thiếu ta bên cạnh được. Chờ đến lúc ngài ấy phát hiện ra ta bị bắt, thì các ngươi đừng hòng trốn thoát được. Chúng ta hãy tìm bên này nữa. Thật ra kể từ khi phát hiện vương miện của Hồng Hồng ở đây, tôi đã đi quanh đây tìm kiếm nhiều lần rồi. Hôm nay không giống đâu. Hôm nay chúng ta có tận hai đôi mắt mà. Cùng sống lên thôi. Đúng là nguy hiểm quá. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Ừ. Trời tối mất rồi. Ngày mai tớ sẽ tiếp tục cùng cậu đi tìm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không lý nào như vậy được. Mình đã biến mất lâu như vậy thì không lý nào nữ vương lại không phái người tới tìm mình. Sói xám, cậu về rồi hả? Sao rồi? Các cậu đã tìm thấy sói đỏ chưa? Vẫn chưa. Vẫn nên tìm manh mối từ cựu trưởng thôn thôi. Ta khuyên các người tốt nhất nên thả ta ra ngay. Nếu không đến khi nữ vương biết chuyện và dẫn người tới đây thì ta sẽ không nghe các ngươi cầu xin đâu. Sói xám, sói xám, cậu bình tĩnh đi. Ngươi muốn làm cái gì hả? Đừng có qua đây. Cứu tôi với. Ôi da. Quân sư đại nhân, tôi làm thế này ngài có thấy thoải mái không? Mạnh thêm chút nữa đi. Ngài còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Cái eo già này của ta, cả đôi chân lạnh lẽo này nữa. Ôi da. Quân sư, ta tới cứu ông đây. Minh Nhật nữ vương, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tôi biết thế nào ngài cũng sẽ tới cứu tôi mà. Quân sư, ngươi đã nhìn thấy cái vương miện này bao giờ chưa? Đây, đây là cái gì? Để tôi xem thử. À, tôi đã từng nhìn thấy. Tôi nhớ là nó rơi ra từ trên ngựa của bọn kỳ thú. Sao lại nằm trên người kỳ thú chứ? Tôi cũng không biết. Có lẽ là đồ vướng vào lúc bọn chúng đang ăn lung tung thôi. Bọn chúng hay nhân lúc tôi không để ý mà lục tung đồ đạc ăn mất. À đúng rồi, ngài hỏi vấn đề này có gì không?
Ông nói cái gì chứ? Hồng Hồng bị kỳ thú ăn rồi sao? Soi xám, trưởng thôn, điều đó không phải thật đúng không? Chắc chắn người chỉ đang nói dối đúng không? Đây là điều các người muốn biết kia mà. Không, đây không phải là sự thật. Hồng Hồng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Soi xám, anh mau đi làm việc nhà đi. Vâng 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 vâng. Ba ơi, con đang bay đây nè. Sói nhỏ lợi hại thật. Khắp người đều bẩn như vậy, anh còn không mau đi tắm rửa sạch đi. Các người rốt cuộc đã làm gì Hồng Hồng rồi hả? Mau mang Hồng Hồng trả lại đây cho ta. Đừng nghĩ các người sẽ không sao. Sấm chớp tóc biến. Anh về rồi đây. Sao các người lại đầy vết thương nữa rồi hả? Anh bớt qua đây cho em. Anh xin lỗi Hồng Hồng, sẽ không có lần sau nữa đâu. Còn dám nói có lần sau nữa? Còn nữa thì anh đừng về nhà luôn đi. Không sao đâu mẹ ơi. Ba bị thương rồi, con sẽ dùng ma thuật để chữa lành cho ba. Đúng là đã hết đau rồi. Sói nhỏ, trước khi tìm thấy Hồng Hồng thì mình tuyệt đối sẽ không gục ngã. Mau mang bọn họ trả lại cho ta. Hồng Hồng,